Em bị sẩy thai năm ngoái ở tuần thứ 8 không rõ nguyên nhân. Cho em hỏi nguyên nhân gây sẩy thai là gì? Chắc là với câu này bạn ấy hỏi nguyên nhân gây sẩy thai chung đấy đúng không ạ? Và những nguyên nhân gây sẩy thai đấy ạ. Xin mời bác sĩ. Vâng. Chào bạn Quế Hoa. Nguyên nhân gây sẩy thai thì là một cái câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên được lắng nghe từ phía các khách hàng, từ phía những bà mẹ không may vừa bị sẩy thai. Sẩy thai thì cũng là một cái hiện tượng tương đối là phổ biến, nó chiếm khoảng 15% quần thể những người phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ, tức là cứ 100 người thì có khoảng 15 người là đã từng bị sẩy thai một lần ở trong đời. Và nguyên nhân gây sẩy thai thì đối với sẩy thai tự nhiên thì cũng không phải là những cái vấn đề mà quá nghiêm trọng, và cũng không phải là cái vấn đề sẩy thai tự nhiên cũng không phải vấn đề mà quá lo lắng hoặc là đau buồn. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Vì có từ 25 đến 50% những cái trường hợp sẩy thai tự nhiên là do bất thường nhiễm sắc thể của phôi thai. Nghĩa là đây là một cái quá trình tự đào thải một cách rất là tự nhiên của cơ thể. Khi mà cái phôi thai đó bị bất thường nhiễm sắc thể thì cơ thể người mẹ sẽ không duy trì và không phát triển cái thai đó, và cái thai sẽ được thải ra bên ngoài. Thì chính vì vậy mà người mẹ cũng không nên quá buồn và quá lo lắng. Ngoài ra thì cũng có một số các cái nguyên nhân khác, ví dụ như ta bị sốt chẳng hạn. Khi bị sốt thì sẽ cơ thể của người mẹ sẽ tăng nhiệt độ và sẽ có sản sinh ra một cái chất là prostaglandin, và cái chất này có thể dẫn tới cái tình trạng là gì? Gây tăng co bóp tử cung và dẫn tới sẩy thai. Hoặc một số các loại virus cúm chẳng hạn, nó cũng sẽ làm thai hỏng thai và bị sẩy thai ra bên ngoài. Thế rồi những các cái nguyên nhân nữa cũng có thể gặp, đó là gì? Một số các cái thói quen sinh hoạt đó, ví dụ như là ta uống quá nhiều cà phê chẳng hạn, đó 5 cốc cà phê mỗi một ngày là một con số quá nhiều, hoặc là hút thuốc lá cũng là một cái ảnh hưởng tới cái sự phát triển của bào thai và có thể dẫn tới sẩy thai. Ngoài ra thì cũng còn có những cái nguyên nhân từ phía của người bố, tức là của người chồng. Thì những cái người chồng mà có cái chất lượng tinh trùng kém thì khó có thai, và khi có thai thì cũng tăng cái nguy cơ sẩy thai hơn. Và em từng bị sẩy thai khi được 18 tuần năm 2019. Giờ em đang bầu 18 tuần nhưng bị dọa sẩy 2 lần. Liệu em có nên tiêm vaccine COVID không ạ? Hay đợi sinh em bé xong thì mới tiêm? Nếu như bạn đang ở trong tình trạng dọa sẩy thai thì tập trung hiện tại, cái điều trị hiện tại là bạn nên điều trị dọa sẩy thai, điều trị giữ thai đã. Còn lại thì cái việc tiêm vaccine cho người phụ nữ đang mang thai, vaccine COVID cho phụ nữ đang mang thai thì hoàn toàn là không, các cái nghiên cứu gần đây thì cho thấy là không có tăng các cái nguy cơ đến sẩy thai hoặc là các cái bất thường về thai. Nên đối với bạn thì tôi nghĩ là bạn nên đảm bảo là không có cái tình trạng dọa sẩy thai trước, rồi sau đó thì chúng ta có thể tiến hành tiêm vaccine. Vâng.